Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với Quyền hàng bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái video và những cái mặt hàng em săn được nhé các bác. Để trước khi bác vào video thì em chúc các bác có một cái buổi xem video của em thật là vui vẻ nhé. Chúc các bác có một cái sức khỏe thật là tốt và làm ra được nhiều của cải cho gia đình và cho xã hội. Và chúc gia đình nhà các bác có một cái cuộc sống thật là viên mãn. Khi các bác mua hàng thì các bác xem video thì các bác cho em xin một like và một chia sẻ kênh nhé. Và các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh để kênh của em nó ngày càng phát triển. Và các bác đăng ký kênh thì nó cũng có cái lợi ích là các bác là những người xem sớm nhất và bản thân các bác là những người nhận được nhiều thông tin sớm nhất và chốt được những cái mặt hàng ưng ý nhất. Và khi các bác mua hàng thì các bác liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên góc trái màn hình đấy nhé. Và các bác như lưu ý là cái video thì em sẽ để mà cái ngày em làm video là em để bên góc phải, bên trên góc phải nhé các bác. Đó. Các bác lưu ý với em những cái việc như thế nhé. Và cũng không dài dòng nữa thì hôm nay những cái mặt hàng em săn được bao gồm cả hàng mới săn được trong ngày hôm nay và những cái mặt hàng em vẫn bán trường kỳ này. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với bên các bác này, em sẽ lướt qua trước nhé. Đầu tiên bên em là vẫn là nhôm này, truyền thống. Em là cái thằng bán ra rất là nhiều nhôm nhé, em săn được rất là nhiều nhôm các bác ạ. Đó, rất là nhiều nhôm, kính thưa hôm nay về được tương đối nhiều chủng loại nhé các bác. Đó, cho các bác xem trước. Và đặc biệt là hôm nay em về được 4 tấm duy nhất mica màu xanh này các bác. Đó, 4 tấm mica màu xanh này. Mica trắng bên em rất nhiều nhé, sau tí nữa em lướt qua cho các bác xem này. Đó, và hôm nay em sẽ xả một cái rổ nguồn này nhé, em để cả một cái rổ này, sau tí nữa em sẽ xả cho các bác. Đó, hôm nay em sẽ bán với cái giá nó cực kỳ ưu đãi cho các bác nhé, em sẽ bán rẻ đi. Đó, và những cái cục nhựa này, bên em bán trường kỳ này, nhưng mà đợt này nhập sẽ khó khăn hơn nhé các bác, đợt này nhập sẽ cực kỳ khó khăn về cái nhựa này. Đó, các bác nào tranh thủ mua đi, hôm sau đợt tới này em sẽ ít dần nhé các bác. Những cái bộ băng tải inox này các bác. Đó, và chỗ kia kìa, xa xa kia là hôm nay em về được rất nhiều những cái chân máy nhé, chân máy bằng thép và hai cái chân máy bằng nhôm, hai cặp chân máy bằng nhôm và một bộ bánh xe tăng chỉnh này các bác. Và đặc biệt này, hôm nay em về được hai cái con xi lanh điện hàng của Mỹ nhé. Đó, đây là em để cho một con hết hành trình và một con chưa chạy này các bác, để các bác nhòm qua trước một chút này. Đó, một con Ben điện cũ em vẫn đang bán này, hàng này hàng độc quyền bên nhà em nhé, mỗi mình em có thôi. Và một ít lô này, nhôm định hình này, một ít nhôm định hình này các bác. Nó một ít lô bằng inox này, vài cái chân máy có lò xo màu xanh này. Và đặc biệt hôm nay em về được mang một ít này về view thử cho các bác nhé, xem các bác có nhu cầu dùng thì alo em này. Đó, cái này em bán rẻ thôi, sau tí nữa em đo cụ thể em bán cho các bác, giá rất là rẻ nha các bác. Đó là những mặt hàng bên em có này. Ngoài ra bên em vẫn còn rất là nhiều này, dây tủ kinh trở lại này các bác, dây tủ kinh trở lại bên em rất là nhiều nha các bác. Các bác cứ đặt hàng thôi, không cần phải em lên video mới có nhé. Và Mica này, Mica thì bên em nhiều lắm, chỗ này nó khoảng độ gần 1 tấn nữa đó các bác. Đó là những cái mặt hàng hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác. Và tiếp theo này, em giới thiệu đến cho các bác này. Hôm nay em lại mang dây ra em bán cho các bác này. Em về được rất nhiều là dây nha các bác. Đó. Đó. Dây này, combo này. Combo cả dây cả vít me hàng tháo rời này các bác. Đó. Và những cái bộ combo này. Đó. Trượt dây đai này các bác. Và bây giờ em sẽ view cụ thể từng loại hàng cho các bác xem nhé. Đó, em bắt đầu em view cụ thể này từng loại. Mà đầu tiên em sẽ lên nhanh cho các bác này, một cái con trượt dây đai này, nó hàng full nhôm nha các bác. Bây giờ em đo nhanh kích thước con này, giá là 500k này, em đo tổng chiều dài của nó nhé. Tổng chiều dài của nó đây các bác này, tổng chiều dài của nó là 56 cm này, 56. Chiều cao của nó này, chiều cao của nó là 5 phân rưỡi này, bản của nó này, bản của nó 6 phân này. Em đo con bọ này, con bọ bề ngang của nó là 11 phân này. Chiều dài của nó là 14 phân rưỡi này. Hành trình của nó sẽ đi được
là 27,5 cm nha các bác, 27,5 cm này. Đó. Con này em bán giá 500k, giá thanh lý nha các bác. Đó. Nó bao gồm cả bát rồi này, đây nó có cái khớp nối nó bị gãy rồi này, về các bác tháo vứt đi nhé các bác. Nó bị gãy 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 mất một nửa, còn một nửa nó dính ở đây này. Đó. 500k cho con này nhé các bác. Tiếp theo giới thiệu cho các bác này. Đó, một con vít me này, à một cái bộ combo giá 650k. Đó, hàng cực cực kỳ là trơn tru nhá các bác. Đó. Các bác nghe tiếng chưa? Đây em view con này em mở nắp sẵn cho các bác xem rồi này. Đây. Đó, em đẩy đi cho các bác xem này. Đẩy đi để lại một một tí cho các bác xem nhé. Và bây giờ em đo hành trình cho các bác này. Con này là bước 5 nhé các bác. Em đo vít me trước này. Vít me của nó là vít me phi 12 này các bác. Đó, phi 12 nhé các bác. Bước 5 nhé các bác. Đó, con này bước 5 nha các bác. Đó. Và hành trình của nó sẽ chạy được là 44 cm tối đa này các bác, 44 cm. Nó được trượt bằng một cái thanh dây bản dẹt ở bên dưới này, dây này em đoán là bản 2/4 đó các bác. Đó. Và bây giờ em đo tổng chiều dài của nó này. Tổng chiều dài của nó hàng full nhôm nha các bác, tổng chiều dài là 63 cm này. Chiều cao cái chỗ cao nhất của con bọ này là 6 phân rưỡi này. Đó. Bề rộng của nó của cái con bản trượt này là 6,6 cm này. Chiều dọc của nó là đây là bề rộng này. Bề rộng là 6,5 này, bề dài của nó là 8 cm này các bác. Đó. Nó và cái bản này của nó này, bản này của nó là 6/6, 6/7 này các bác. Nó em bán là giá là 650k một bộ nha các bác. Các bác xem em có hai bộ đầy đủ khớp gối này, khớp nối vẫn còn nguyên nhé, hai bộ có em có hai bộ thôi. Và tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này những cái cặp dây này, nó cặp dây 47 này, bản 15 này, 300k. Đó, cái này em không đo nữa, em dán sẵn đây rồi, các bác chỉ việc chụp hình thôi, em chỉ quay view cho các bác xem về tình trạng dây thôi. Đó. Cặp tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này. Đó. Dây 18. Dài 84 cm, giá 750k. Con này nó đến từ thương hiệu của Đức nha các bác. Đến từ cái thương hiệu Re. Đây này cho các bác xem này. Re Thốc đó. Mã dây của nó đây này các bác này. Mã dây của nó đây, các bác có thể chụp hình các bác check này. Đó. Hàng thì cực kỳ đẹp này, hàng hậu hoạt động êm mượt nha các bác. Đó. Hàng đây em view cho các bác xem này. Đó. Các bác có thể check mã dây này là các bác sẽ biết nó là hàng của Đức nha các bác. Đó. Con này em bán giá là 750k này, đó, một cặp này. Dây bản dây 18, dài 84 cm này. Dài 84 cm, đó. Tiếp theo em lên giới thiệu cho các bác cái cặp này. Em sẽ chỉnh cái cam nó thấp thấp xuống một chút nha kia các bác. Này nó hơi cao. Đó. Cặp này, em giới thiệu đến cặp này cho các bác này. Cặp này là cái cặp dây bản 23 này. Dài 6 cm, giá 700k này. Tình trạng là rất là đẹp nha các bác. Dây đen không han được đâu nha các bác. Đó. Hoạt động rất là trơn này các bác. Đó. Hoạt động rất là trơn này. Đó. Em để. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Hoạt động rất là trơn. Mã của nó này SBI. SBI 25FL này. Đó. Đây này các bác đọc thông số của nó đây này. Tay em dính nhiều mỡ quá, em sờ vào đây nó lắm mỡ quá rồi.
Cặp tiếp theo giới thiệu đến cho các bác này. Đó là cái cặp dây bản 28 dài 56 cm này. Giá là 900k nhé. Cặp này nó là bản to. Đó, dây là dây của THK nha các bác. Đem cho các bác xem này. Bây giờ em dí máy quay vào đây cho các bác xem này. Đó, THK SR30 đó các bác. Đó. Dây của THK thì các bác khỏi phải bàn nhé, mà đặc biệt lại dây đen. Đó. Cặp này 900k này các bác. Đó. Các bác chơi hàng siêu tải mà không chơi cặp này thì chơi cặp nào? Cực bền nha các bác. Hàng của THK đó. Cặp tiếp theo mới giới thiệu đến cho các bác này. Cặp dài nha. Cặp này dài 109 cm này. Nó bản dây 23. Một cặp của nó bao gồm 4 bọ này. Giá 1,1 triệu. Đó. Tình trạng nó còn rất là đẹp nha các bác. Đây bọ của nó đây. Đó. Hoạt động thì trơn tru mượt mà này các bác. Đó. Cặp này là giá 1,1 triệu này, để đây các bác chụp hình này. Em lia lại cho các bác nhòm nhé. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này. Đó là cái cặp dây cũng đến từ nhà của THK này. Samuit này. Đó. Giá đây cho các bác xem trước này. Giá là 1,650k, dây 23, dài 153 cm này. Một cặp sẽ bao gồm 6 con bọ này. Đó, đây là hàng THK này. Đây các bác có thể xem này. Đó, em sẽ zoom máy quay lại cho các bác xem nhé. Cho nó nét nét một chút này. Sao lại không lấy nét được nhỉ? Đó. Các bác nhìn thấy chưa? THK SHS25 đó. Đó. Mã của nó là 25. Đây này, chữ Samuit đây này các bác này. Đó, các bác có nhìn thấy chữ Samuit đây không? Đó. Đó, chữ Samuit đấy. Đây này, tay em chỉ này. Đó. Nó có chữ Samuit, nó bị bóng bóng đó các bác. Là do nó bị bóng máy quay nhá các bác. Đó, em lật đi lật lại các bác nhìn thấy chữ Samuit. Thế còn trên thân của nó ghi chữ THK rồi. Để em lướt lia cho các bác nhìn này. Tình trạng cặp dây này. Đó. Đó. Cặp tiếp theo em giới thiệu các bác là cái cặp dây siêu to khổng lồ này. Cặp này em xin phép các bác không nâng lên. Bởi vì nó rất là nặng. Giá 2,350 triệu. Cặp này nặng gần 30 cân nha các bác. Một cặp dây nặng gần 30 cân. Rất là to khổng lồ. Đó. Cặp dây to khổng lồ nha các bác. Tiếp theo này em giới thiệu đến cho các bác hai cái combo này. Đó. Đây là một combo nha các bác. Đây là một combo. Đây để em chỉnh máy quay đến một cái khuôn hình là một combo nha cho các bác xem. Đó, một combo đó. Đó, và các bác có thể mua rời nhé, theo từng cái nhé. Ví dụ cái combo này hiện tại cộng dồn vào nó ra là 1,5 triệu này. Đó, có 1,5 triệu một cặp combo như này, rất là xịn nha các bác. Hàng là hàng của Samuit THK này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Samuit THK đó. Dây cũng thế nha các bác. Dây cũng của THK này. Đó. Có chữ THK đây các bác nhìn thấy chưa? Đó. Đây là thông số của nó này. Cặp dây này là dây bản 28 này, dài 56 cm. Đó, giá 900k. Thế còn con Vitme này đầy đủ gối poly này các bác này. Đó. Thì con này nó là bước 10 nha các bác. Phi 20 bước 10 nha các bác. Đó, con này là phi 20. Đó, hàng combo đen rất là xịn nha các bác. Đây em quay cho các bác xem này. Đó, bác nhìn thấy nó chạy chưa? Đó. Em quay tay nhá.
đầy đủ hai đầu vẫn còn nguyên giảm chấn này các bác ơi. Đó. Vẫn còn nguyên giảm chấn nhé các bác, đầy đủ poly này. Nó các bác có thể mua dời hoặc mua cả combo đều được nhé, 600k cho con này và 900k cho con này, cộng cả vào là 1,5 triệu này, nhưng em ưu tiên bán dây trước nhé, sau đó bán bán cái này sau. Đó, bác nào mua cả được càng tốt này. Cặp tiếp theo em giới thiệu đi cho bác một cái cặp combo này. Em để cái này dịch vào đây cho các bác. Đây là cặp này. Đó, lia cho các bác trước này. Cặp này thì là cái con vít me này, là con vít me phi 20 bước 20 dài 68 cm, bao gồm cả gối nhá các bác. Nó bao gồm cả gối này này, em đo cả gối này là dài 68 cm này. À, đo cả poly nhá các bác. Đây, cả poly là dài 68 này. Đo hết gối là dài 64,5 này. Cái gối của nó bằng nhôm sáng choang rất là xịn này các bác. Hàng này là, để em xem này, hàng này cũng đến từ Nhật Bản này, Made in Japan này các bác. Đó, thế còn cái con nó đến từ thương hiệu nào? Isoku. Isoku. Đó, đến từ Nhật Bản nha các bác. Ghi là Made in Japan đây này các bác này, Made in Japan đây. Cho các bác xem này. Để em cầm lên cho các bác xem nhé, nó Made in Japan. Đây các bác này. Đó, Made in Japan Hà Nội nhé các bác. Và cặp dây của nó là dây 23 này, dài 61 cm, giá 750k. Dây này cũng từ dây THK này các bác. Đấy, chữ THK HSR25 AHSS225 này các bác. Đó. Đó, giá cặp dây này là 750k. Và giá cây vít me cũng 750k nha các bác. Đó, các bác cũng có thể là mua dời cũng được nhé. Em đều bán nha các bác. Và cái cặp dây cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác, đó là cái cặp dây 28 dài 76 cm này, giá 1,2 triệu này. Cặp dây rất là nặng, rất là to nha các bác. To khủng khiếp, nặng khủng khiếp nha các bác. Đó. Cặp dây này thì nó đến từ cái thương hiệu Út Út gì ấy, có ghi chữ V kép này. Đó. Của Hàn Quốc hay sao ấy. Em thì không rành lắm về cái thương hiệu này nha các bác. Đó. Con này thì để em kẹp cho các bác xem cái bản bản cao của nó bao nhiêu nhé. Dây thì là dây 28 này, dài 76 cm này, một cặp bao gồm 4 bọ này. Đó. Và em kẹp thử cho các bác nhé. Em kẹp thử cho các bác thì nó cao 4 phân 6 à. Đó, 4 phân 7 tính 4 phân 75 thì chứng tỏ là cái dây này của nó là bản cao là khoảng độ 2 phân 3, 2 phân 4 đó các bác. Bản rất là cao nhé, hàng cực khỏe nhé. Những cái lỗ này là lỗ bát ốc này, các bác rất là to này các bác. Kinh khủng. Đó là cái sản phẩm dây cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác. Bây giờ em chuyển sang sản phẩm khác nhé các bác. Tiếp theo này, đến mục khác này, em lên cho các bác này. Này nhà em rất nhiều nhôm nha các bác, nhôm thì nhiều kinh khủng. Bây giờ em giới thiệu từng từng tấm một nha các bác xem nhá. Cái tấm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là cái tấm nhôm dày 5 ly này. Đó. Để em cầm lên em view này. Đó, tấm đầu tiên này. Đó, dài 107,5 cm này, rộng 20 này. Giá là dày 0,5 ly này, giá 300k cho tấm này nha các bác. Đó, tình trạng có một vài vết xước ở chỗ này này. Nó một lỗ duy nhất chỗ này này. Đây đằng sau của nó cũng một vài vết chảy xước này các bác. Đó. Bãi quăng ghê lắm nha các bác. Mép mép này bị sứt sứt một tí này. Đó. Còn tổng thể là đẹp nha các bác. Đó. Tấm này 300k này, tấm này mọi lần em cũng về rồi này. Đó. Hôm nay lại về thêm được một tấm này. Loại thứ hai mới giới thiệu đến cho các bác là cái tấm này, dài 90 này, rộng 12 này. Dày 1,25 này, giá 350k này. 350k nhé các bác.
Nó em đang có điện thoại. Tiếp theo này em lên cho các bác cái tấm này này. Đó, em xin phép các bác là cái tấm này em sẽ không dựng lên nhé. À em có ấy nhưng em sẽ cố gắng em view cho các bác cụ thể, nhưng vì cái tấm này nó rất là nặng này, em để đây cho lia trước cho các bác xem trước này. Tình trạng là nó có sẽ có một vài một ít lỗ này các bác, một ít lỗ thôi nhé các bác. Đó. 71 phân rưỡi này nhân 48,5 cm này nhân 0,8 cm này. Giá 790k cho tấm này nhá. Đây để em quay tình trạng của nó mặt mặt trước này. Và cái này em có hai tấm này. Mặt sau đây này các bác. Đó, nó y xì như nhau nhá, không có cái nó chỉ có bẩn bẩn một chút thôi nhá. Có chảy xước không đáng kể nhá các bác. Đó, rất là đẹp. Em có hai tấm thôi. Loại này thì em có hai tấm này. Đó. Và cái tấm này này. Tấm này là cái tấm 66,5 cm nhân 51 cm nhân 1,5 cm giá 1,4 triệu này. Cái tấm này kích thước thì còn nhỏ hơn một chút nhưng mà nó nặng kinh khủng, nó dày gần gấp đôi đó. Thế nên ra là nó nặng. Đó. Tình trạng này đây các bác, tấm này nó còn đẹp hơn là không có một cái lỗ nào ở giữa luôn đấy. Nó chỉ có mấy cái lỗ ở rìa thôi. Đó. Tấm tiếp theo giới thiệu đến cho các bác này là cái loại nhôm nhôm được sơn anode màu ghi nhé, rất là đẹp nhé các bác. Đó, được sơn anode màu ghi này. Em cho các bác xem nhé. Được sơn anode màu ghi rất là đẹp này. Đó. Kích thước của nó đây, 42 x 45 này, nhân 0,16 này. Tức là dày 1 ly 6 đó các bác. Tình trạng là có một lỗ ở đây và một lỗ trên này, đó. Có hai lỗ duy nhất nhé. Giá 95k cho một tấm. Hàng kiểu như chưa qua sử dụng, các bác nhìn thấy chưa, nó bóng lờ nhé. Đó. Các bác nhìn thì em lấy tấm khác cho các bác xem này. Nó. Cái này thì em có được vài chục tấm nhé các bác. Tình trạng rất là đẹp nhé. Đó, không có một vết chảy xước nào, các bác nhìn thấy chưa. Nó. Các bác vào việc gì chế cháo hoặc làm mặt bàn một việc đều đẹp nhé các bác. Rất là đẹp. Nó đã được sơn một cái lớp màu nó hơi ghi ghi nhá các bác. Đó, nó nhìn nó sẽ tối màu hơn, màu ghi ghi hơn các bác này. Kia như cái tấm nhôm màu trắng này. Đây là cái tấm này màu ghi này. Đó. Giá em để đây rồi này, 95k một tấm này. Loại tiếp theo mình giới thiệu đến cho các bác này, đó là cái tấm này. Đó, cũng hàng chưa qua sử dụng nhá. Đây là nó bẩn bẩn hơn này. Kích thước là 54 x 46,5 x 0,16 này, giá 120k. Đó, giá 120k nha các bác. Tình trạng đây các bác, rất là đẹp nhé. Còn đây là ướt nhé. Đây em cho các bác xem một cái tấm khô. À. Đó, em cho các bác xem một cái tấm nào nó lành lặn, nó chưa bị ướt này. Đây, ví dụ như tấm này nó không bị ướt này, nhìn nó rất là sáng này các bác. Đó. Đó, tấm này nó chưa bị ướt này. Đó, các bác nhìn nó rất là đẹp nha các bác. Giá là 120k một tấm nha các bác. Đây, 120k một tấm này. Đó, để đây các bác chụp hình này. Loại cái tấm nhôm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác này. Đó. Cái này em view nhiều rồi nha các bác. Nhôm nhầy dày ly rưỡi này. Kích thước là 46,5 x 16 này. Nhân 0,15 này, giá 40k một tấm nha các bác. Đó. 40k một tấm này. Đó, hàng này em cũng có số lượng nha các bác. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này, anh em về 4 tấm mica duy nhất này. Đó, có 4 tấm màu xanh này nhá. Kích thước đây các bác chụp này. Đó, em có 4 tấm thôi. Đó, ưu tiên cho bác nào lấy cả nhá. Bởi vì bác nào mà lấy một tấm ấy thì chuyển đi nguy cơ bị vỡ nó rất là cao. Em sẽ ưu tiên cho bác nào lấy cả này. Lấy cả 4 tấm kích thước của nó để em ghi đây này các bác. Tình trạng là rất là đẹp nhá. Tấm mica màu xanh. Đây là 4 tấm chồng lên nhau thì nó sẽ nhìn nó đậm màu nhá. Nhưng mà em dơ lên này các bác nhìn. Nhìn qua nó sẽ màu này, đây cho các bác xem khung hình này. Đó. Đây bên này, đấy nó sẽ trong trong màu xanh như thế này nhá. Em cho các bác xem này, đó, nó màu xanh này. Đó. Đó.
180k cho một tấm này nha các bác. Hàng rất là đẹp. Tiếp theo giới thiệu đến cho các bác này, cái dây tủ kinh slide này. Cái này bên em có rất nhiều nha các bác. Đó. Hàng này nó như thế này này các bác này. Cái này video nào em lên này, em lên vài video xem em lại cất đi này. Tại vì em bán được rất là nhiều nha. Đó, nó có chữ kinh slide này, Taiwan ở đây này các bác này. Đó. Và hôm nay có bác hỏi cách tháo ra thế nào để lắp đặt nhé. Khi các bác kéo ra như này, các bác xoáy ốc ở đây rồi này. Đấy, nó có những cái khe ốc này các bác xoáy này. Và cái bên này thì nó có sẽ có cái lẫy này nhé các bác. Bình thường rút ra đây nó kịch, mà khi các bác muốn tháo ra các bác bấm cái này xuống này. Bác rút ra rất là nhẹ nhàng. Đó. Rút ra xong. Đó. Đây nó cái cửa của nó này. Khi bác lắp vào này. Đó. Tự dưng là sau đến cái chỗ này là nó mắc nhá, đến cái nhựa đen này này. Đó, nhựa đen này các bác bấm cái là nó tụt ra này. Đó. Đó. Dây này là dây 40 nha các bác. Dây 3 tầng 40, hàng kinh slide của Đài Loan. Rất là xịn sò này. Đó. Dây 40 nhá, em không đo nữa. Tại vì em đo nhiều rồi. Dây dài 40 và kéo ra nó cũng được 40 nhá, kéo ra tổng thể hết hành trình nó dài 80 cm. Giá em bán là một cặp lẻ này là giá là 80k một cặp như trong túi bóng này nha các bác. 80k một cặp như này. Đó. Hàng trong túi bóng vẫn còn nguyên chữ kinh slide này các bác này. Đó. Và khi các bác mua cả thùng này. 10 cặp cũng được nhé, không nhất thiết phải cả thùng. Là em bán với giá 70k một cặp. Đó, một thùng nguyên nó sẽ có tem mác đầy đủ như này nhá. Đó, đây này các bác, chữ kinh slide này. Chữ Taiwan này. Đó, kinh slide. Đó, hàng người ta xếp chồng lên nhau, cái hộp nó hơi bẹp bẹp rồi nha, nó vẫn còn nguyên đai nguyên kiện như thế này. Đó, có một số hộp thì do cái lây đai này nó lỏng rồi thì nó bay mất cái dây đai, nhưng mà những cái băng dính này vẫn còn nha các bác. Đó, em để đây này, 80k cho một cặp lẻ này. Và khi các bác mua cả thùng là giá 70k một cặp, là 840.000 một thùng. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái nguồn này. Đó, hôm nay em về rất là nhiều nguồn nha các bác. Nguồn hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh từng loại một. Các bác phải chụp hình nhé. Các bác nào mà không chụp hình kịp thì cố gắng tua lại chụp hình cho em nhé. Tại vì em sẽ giới thiệu rất nhanh, bởi vì nó có một cẩn thận một cái rổ rất là to như này. Em sẽ giới thiệu rất là nhanh. Đầu tiên em giới thiệu con này. Đó, cái con nguồn Miwell này. Sản xuất tại Đài Loan này. Made in Taiwan này các bác này. Đó. Nguồn này của nó là điện vào là từ 100 cho đến 240V đều được nha các bác. Đó. Từ 100 đến 240V đều được, nó đa dạng nguồn điện. Và công suất của nó đầu ra này là 24V là 41,7A đó, công suất rất là kinh nha các bác. Con này nó công suất nó lên đến hàng nghìn watt đó. Đó, tình trạng là rất là đẹp này. Các bác nhìn thấy chưa? Tình trạng rất là đẹp. Đầu vào đây. Đầu ra các bác nhìn hai cái bản cực nó như thế này cơ mà. Đó, công suất nó lớn nên nó làm hai cái bản cực to chà bá luôn nha các bác. Đó, con này em bán giá 800k này các bác, 800k cho con nguồn này. Đó, và em có khoảng độ 6-7 con nha các bác. Loại tiếp theo giới thiệu, những con này em giới thiệu nhanh hơn này. 500k cho con này này. Đó, 500k cho con nguồn 24V 14A này. Hàng này thì hàng đến từ cái thương hiệu Lambada này, sản xuất tại Malaysia này. Đó, em giới thiệu nhanh nhé, Lambada đến từ Malaysia này. Đó, con này 24V 6,5A này, cũng đến từ thương hiệu con này cũng đến từ Lambada nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đó, nhà máy đặt tại Trung Quốc nha các bác. Con này 300k. Tiếp nữa này, em giới thiệu nhanh này, một con nguồn 24V 2,1A này, 140k. Đó, con nguồn màu đen, con này đến từ cái thương hiệu con này đến từ thương hiệu gì đây? Đây, đến từ thương hiệu Unon này. Union này. Đó, con này sản xuất tại Hàn Quốc này các bác. Đó, con này thì sản xuất tại Hàn Quốc. Đó, giá thì đây. 140k. Cho con nguồn 2,1A. Các bác dùng vào việc nhỏ. Con này 4,5A. Giá 250k. Con này thì nó đến từ cái thương hiệu Phisosonic này. Sản xuất tại Hàn Quốc này các bác. Đó.
Tiếp này. 24V 3,2A 180K. Đó. Con này đến từ thương hiệu nào nhỉ, để em xem này. TDK Lambada các bác ạ. Lambada nhá, sản xuất tại Malaysia. Đó. Con này thì không có dán dán tiền này, để em kiếm con khác này. Con này 130K. Đó. 24V. 3,2A. Con này thì sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu Miwell. Đó. Con này em bán 700K này, một con nguồn đến từ Đức này. 24V 20A này. Dán 800K nhưng hôm nay anh sẽ bán 700K nhé. Đó. Sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà thương hiệu thì Wärtsilä này là của Đức nha các bác. Đó, thông số của nó đây các bác có thể chụp ảnh này, check ra này. Điện vào của nó thì từ 100 đến 240V nhé. Đó. Và công suất của nó là 24V 20A này. Nó con em bán 700K. Tiếp theo này. Em về một con nguồn này, 12V 50A này, công suất cực khủng này. Nó cũng đến từ cái thương hiệu Hàn Quốc, à đến từ thương hiệu Miwell này, nhưng mà con này sản xuất tại tại Trung Quốc nha các bác. 12V 50A này, con nguồn rất là khủng, giá 650K. Đó. Tình trạng thì nó hơi cũ cũ một chút này, nhưng mà em bảo hành với các bác là dùng ok nha các bác. Đó. 650K cho con nguồn Miwell này. Đó, vỏ của nó bằng thép nha các bác. Loại tiếp theo mình giới thiệu đến cho các bác này, một cái con nguồn Cosel của Nhật này. Đây cho các bác chụp ảnh này. Để em lấy nét cho các bác xem này, đó. 24V 14A này, đến từ thương hiệu Cosel này. Đó, con này thì sản xuất tại Nhật luôn nhé, made in Japan luôn này các bác này. Cái chữ Japan ở trên đỏ đỏ này, ở trên một chỗ vàng vàng gần gần chữ Cosel này các bác. Đó, nó có một cái tem rất là nhỏ này. Con này có một cái nhược điểm của nó thì là trông hình thức nó xấu này. Đó, nhưng mà chạy thì cực kỳ ổn định nha các bác. Đó. Con này 500K, con này hình thức đẹp có thể lên đến 7-800K đó các bác. Cái thương hiệu nguồn này rất là nổi tiếng của Nhật nhé. Thương hiệu nguồn Cosel này. Và con này nó lại được sản xuất tại Nhật nhé các bác. Đó. Để đây cho các bác chụp hình này. Một con nguồn 24V 14A đến từ thương hiệu Cosel của Nhật này. Và sản xuất tại Nhật này. 500K cho con này nhé. Em có hai con. Con này chưa ghi giá này. Em cứ giới thiệu để các bác tham khảo này. Một con nguồn của Panasonic này. Đó. Sau em trích giá sau, à, sau em báo giá sau nhé. Em giới thiệu một loạt một thể sau con nào các bác chụp hình em báo giá này, con nào chưa có giá cho em báo giá này. Đó, con này là 13A này. Chắc nó rơi vào khoảng độ 3-400 gì đó. Nó sản xuất tại Hàn Quốc mà. Rất là nhiều nhá các bác, nhiều lắm ạ. Đây. Một con nguồn 24V 6,5A đến từ thương hiệu Lambada này. Đó. Nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha các bác. Đó. Con này chắc khoảng độ 250 gì đó. Em cứ giới thiệu thế nhé, cho em check giá sau nha các bác. Đó. Các bác có thể liên hệ với em để em tra giá cho các bác này. Và em có cái con này này. Đó. Con này em bán thanh lý này. Bởi vì con này em không biết dùng. Em bao các bác vẫn còn sống nguyên này. Nó có hai cái nút chỉnh hai đầu này các bác này. Đó. Nó chỉnh vôn và chỉnh gì đó. Khi em cấp điện vào ấy, thì bắt đầu cái vôn nó cứ tụt dần nha các bác. Con này thì em hỏi một số anh em thì người ta bảo là con này nó phải rốt lại thế nào đó. Em không rành lắm. Và con này em bán thanh lý cho các bác. Giá là 300K. Đó. Em bảo các bác là cắm điện vào sống bình thường nhé. Nhưng mà em không biết chỉnh ở đâu cả. Đây nó có hai cái nút chỉnh vôn này, một nút chỉnh A, một nút chỉnh vôn này các bác. Đó, dây dợ thì vẫn còn nguyên này, tay em cắt ở tủ này. Đó, em tưởng cứ thế về dùng được nhá. Nhưng mà về em cắm điện vào sau cái điện áp nó nổi ở đây này, nó cứ tụt dần đó. Em không hiểu lý do sao thế.
Đó, và em sẽ bán với cho các bác về nghiên cứu này với giá 300k con này. Đó, con này rất nhiều nơi bán này, nhưng mà người ta đã biết cách dùng, người ta đã test cho nó chạy bình thường nhá, nhưng em thì lại em không biết rốt hay là làm cái gì đó can thiệp vào cái phần gì đó ở trong này này. Đó, em bảo các bác là cắm điện vào sống bình thường này. Nó giá 300k cho một con này, em có hai con. Và đây em còn một vài con nữa này. Em giới thiệu cho các bác một cái con to đùng ngã ngửa này nữa này. 500k cho một cái con nguồn. À đây, cho các bác xem này. 24V 21A này, của cái hãng web web của Hàn Quốc này. Đó, điện vào cũng từ 100 cho đến 220 này. Ai điện bố đấy con? Đây này, toàn chữ Hàn nha các bác. Con này kiểu như nội địa Hàn Quốc á. Hàng đi theo máy. Đó, con này 500k. Đó là em giới thiệu một loạt những cái nguồn cho các bác này. Còn xếp vào, xếp hết nguồn vào trong. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác này, nhà em rất là nhiều nhựa nhé các bác. Đó, nhựa này, hôm nay em sẽ có hai loại. Đâu, con dọn dọn lại nhé. Em xếp vào cái thùng kia, xếp vào cái to này trước, còn hai cái nguồn to này con bỏ ra kia. To này. Xếp gọn này. Đây em giới thiệu cho các bác nhựa này. Đó, em sẽ có hai loại nhá. Một cái loại này sẽ như này. Giá 6k. Đó, tình trạng nó như này, kích thước thì em ghi đây rồi cho các bác xem này. Và chập lại thì nó phẳng lừ như này nha các bác. Đó. Úp vào nhau thì nó phẳng như này. Đó. Giá 6k. Loại thứ hai này. Đó, tình trạng là nó bị người ta thiết kế người ta vắt vát một góc như này. Đó, chứ không phải bị. Giá 8k kích thước em để đây. Đó, em sẽ quay cái viên này cho các bác nhòm này, hai viên nó giống nhau như một, viên này em quay có thể các bác nhìn nó sẽ không rõ. Đó, 8k một viên. Đâu để em dọn đi để em view tiếp cho các bác nhé. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác này hai cái băng tải này. Nó bây giờ em đo kích thước này. Bây giờ em sẽ hạ máy quay xuống cho các bác nhé. Đó. Lọt trong khuôn hình rồi. 600k cho cái băng tải này nhé. Và khi các bác mua độc lô không em cũng bán nhé. Bây giờ em đo kích thước cho các bác. Cái này hoàn toàn chất liệu bằng inox này, bằng mấy khung nhôm này. Nếu mà các bác mua lô không em bán 85k một con nhé các bác, 85k một con. Đó. Và tặng luôn các bác những cái dây đai này. Đó. Thì em sẽ mất công em tháo thì em sẽ bớt lại nhôm này. 85k một con là 8648 này. Là 501, 90.000 hai cái thanh nhôm này nhé các bác. Đó. Bây giờ em đo kích thước tổng thể này. Nó dài là 57 cm nhé các bác. 57 cm, bề ngang của nó là 21 cm. Và con lô này thì em chỉ đo thân lô thôi nhé. Thân lô là 17 cm nhé các bác. Thân lô là 17 cm và đường kính của lô sẽ là 38 nha các bác. 38,7 hay là nó là 39 gì đấy. Đó, đường kính của lô nó khoảng độ 3 phần 8 đến 3 phần 9 nha các bác. Lô này em nói giới thiệu với các bác, em nhắc lại, lô này là lô hoàn toàn bằng inox này. Đó, cái thép thì bao giờ nó cái màu nó hơi xanh xanh hơn này nha các bác. Đó, nếu mà là thép nó sẽ màu sáng trắng lên hoặc là hơi xanh xanh. Cái màu inox thì bao giờ nó cũng ngả hơi vàng vàng một chút này. Đó, 600k cho bộ này nhé. Và các bác mua lẻ em cũng bán này. Là 85k một quả này nhé các bác, 85k một quả. Tiếp theo giới thiệu đến cho các bác này. Đó. Vài cái cây đế hít nam châm nha các bác.
Cái cây này là nó có nam châm ở dưới này, đó để nó dính này, đó để nó dính nhá các bác, 100k một cây này nhá, chất liệu là bằng inox này, nó thân của nó là bằng inox, đây nó có cái móc này để các bác móc cái đồ gì đó. Đế dưới đế này nó có một viên nam châm này các bác, một viên nam châm nó được bọc vào trong cái đế này, đó nó sẽ hút vào đây, đây là cái đế sắt nó hút này, em bán với giá là 100k một một cây này nhá các bác. Bây giờ em đo tổng thể cho các bác xem độ dài này. Nó độ dài là 39 cm này. Đường kính đáy này. Đường kính đáy 5 cm này các bác. Và con này nó sẽ là phi 6 nhá các bác. Đó, phi 6 này. Đó. Giá 100k một cây. Tiếp theo. À, và có một số con nó không có cái móc này nhá, em xin giới thiệu là nó về một số con nó bị mất cái móc này, em bán 80k này. Đó. Ví dụ các bác để dùng vào để treo cái cờ, cái kiếp gì đấy chẳng hạn, thế không cần đến móc thì lấy con này nhá. Đó. Đó, nó vẫn hít bình thường này. Đó. Đấy, hoặc về các bác ủ, các bác làm công việc gì các bác uốn cái này chẳng hạn như thế này, uốn cái đầu này để các bác làm một công việc gì đó không cần đến cái móc này nhá. 80k con này, đấy con này rẻ hơn được 20k này. Đó. Và tiếp theo em về được rất nhiều chân máy này, hôm nay em về một series chân máy. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác con này, hai con này trước này. Em giới thiệu đến đâu em cất đi đến đấy này. Đó. Bây giờ em lật như này để em đo nhé. Đây cho các bác xem này. Đó, em lật nghiêng nó ra này. Em đo tổng chiều cao trước này. Chiều cao là 10 cm nhé các bác. Có thể nó hơn một chút này. Bề dày bản thép này là thép dày 1 ly nhá, à 1 cm đâu các bác. Đó, 1 cm này các bác. Nó dày 1 cm. Chiều cao là 10 cm và bây giờ em đo hai mặt của nó nhé. Đây, một mặt trên một mặt dưới nó sẽ như thế này nhá. Em đo cứ gọi là mặt này là mặt trên trước này, em đo này. Dài là 23,5 này. Rộng rộng là 12 này, mặt này này. Dài là 22 này. Rộng là 11 này, đó. 260k cho một chân này, 520k cho một cặp. Đó. Loại đấy thì em bán theo cặp nhé. Còn cái loại này thì em có rất nhiều nha các bác. Đó, tình trạng đây. Em sẽ lật, đây là một mặt trên này, một mặt dưới này. Em cứ gọi là như thế nhé. Các bác thích mặt nào là mặt trên thì lại gọi nhé. Con này thì kích thước của nó em đo trước, nó bản của nó cũng dày 1 cm này các bác, thép dày 1 cm nhé. Em đo luôn chiều cao này, chiều cao sẽ là 10 cm này. Đó, bây giờ em đo hai mặt này, mặt trên trước nữa, em cứ gọi là cái này là mặt trên, là bản này 24 này, bề ngang là 13 này, bản này là 21 này, bề ngang là 15 này. Đó, 280k cho một chân. Cái này thì em bán lẻ này, bởi vì có nhiều em sẽ bán lẻ từng chân một này. Đó, loại thứ ba em hôm nay em về được này. Đó, cái này hôm nọ nó về được 1-2 cái các bác rất là cần này. Đó, bác nhìn không, đẹp dã man. Đó, em không biết là các bác dùng vào việc gì nhưng mà đó, em thấy rất nhiều bác hỏi. Hôm nay em về được khoảng độ 2-3 cục nhé, thì sẽ đáp ứng được nhu cầu cho được 3 bác. Thế còn bác nào chưa có thì lại đợi em nhé, đợi em có thể video sau em lại săn được em lại có nhé, có thể hoặc là vài ba video nữa nhé các bác. Tại vì cái lô máy này em được biết là về nó vẫn còn nhưng mà người ta chưa phá, em chưa lấy được. Em đo kích thước cho các bác này, giá thì em ghi đây rồi, 450k một cục này nhé. Dài 34 cm này, rộng này, rộng là 13,5 cm này. Đó, một cái kích thước rất lý tưởng này, các bốn góc này được người ta được bo hẳn hoi này. Đó, người ta làm rất là đẹp nha các bác. Thép này của nó thì bản trên này là dày dày 2 phân nha các bác, rất là dày nhỉ. Dày 2 cm này các bác, em kẹp lại. Đó, dày 2 phân hơn nữa các bác. Và em lật này, em đo mặt dưới này, nó rất là nặng nha. Cục này nó nặng 12 cân mấy đó các bác. Mặt dưới này là 20 này, bề ngang là 8 này.
và tổng chiều cao của nó. Bây giờ em lật lên để em đo chiều cao này. Tình trạng này nó có hai cái tay, nó đã dày rồi nó lại có hai cái tay chìa ra như này nhé. Nó vừa nặng nó vừa khỏe luôn. Cái trụ giữa rất là to này, cái trụ giữa này là bản đúng bản bản 8 phân luôn nha các bác. Đó. Trụ giữa này em đo chiều này chắc 10 phân. Đó, chiều này là 10 cm này. Đó, thế còn chiều dày này của nó là 8 phân này. Nó được đúc liền với cái này hay sao ấy, hay là người ta mài rồi, nhưng người ta chỗ này nhìn là không có dấu vết gì này các bác. Đó. Rất là đẹp nha các bác. Và em đo tổng chiều cao cho các bác xem này. Con này nó cao 12 cm nha các bác. Đây tay em bấm này là 12 cm này. Đó. Con này em bán 450k này. Cái này thì các bác vui lòng đặt cọc cho em nhé. Không phải là vì lý do gì cả, bởi vì nó nặng quá, đâm ra cái cước vận chuyển nó rất là nhiều nhé các bác. Con này cước vận chuyển mất khoảng độ 70-80k nữa nhé các bác nhé. Đó, rất là nặng. Cái bề mặt rất là đẹp này các bác. Đó, các bác về chế vào những cái việc gì, làm cái này là làm cả đe đều được nhé các bác. Làm cái đe này là nó xịn, nhưng nó hơi phí nhé các bác. Thực ra nó không phải là vì giá trị đồng tiền nó cao mà em nói thế, nhưng mà đúng ra cái này nhìn nó rất là đẹp, làm nó hơi phí. Đó các bác, bề mặt rất là đẹp này các bác. Trên này là khi tay em tháo là trên này nó bắt một cái combo rất là nặng nha. Đó, một cái combo, sau đó lại trên nữa lại một cái combo X, một combo X này, một combo Y này, nó đặt một cái bộ trục XY lên trên này nhé. Nên đâm ra nó cần độ ổn định cực cao, nó mới đặt một cái đế sắt như thế này nha các bác. Đó, em xin nhắc lại 450k cho cái trụ này. Em giờ hơi lai dai về cái mảng này rồi. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này. Hôm nay về được hai cái chân nhôm, hai chân duy nhất này. Đó, giá 150k. Cái này trước em bán rồi, nhưng hôm nay em lần được thêm hai cái nữa này. Và bác nào xem được video này, đợt trước bảo là em lấy cho hai cái nhưng em không nhớ ai nhá, khách quen. Em xin nhắc lại khách quen. Đó. Khách quen nhưng em không nhớ được ai, em không tìm được. Bác có gửi ảnh là còn cái này không, kiếm cho anh hai cái. Em không tìm được nhá. À, em không nhớ ai nhá các bác. Kích thước này em đo này, 12 này. 8 này. Chiều cao 9 này. Đó, tình trạng là quét CNC đây nhá các bác. Rất là đẹp. Đó. Giá 150k một chân, em có hai chân duy nhất. Và hôm nay em liều mạng em lấy cho các bác một cái chân này nữa này. Bác nào vào việc không này. Đó, tại sao em nói liều mạng? Cái chân này thì nó thấp hơn cái chân kia. Đó, nhưng mà nó rất là nặng nhé. Bởi vì nó là một cái cục nhôm nguyên khối. Cục nhôm đặc luôn nha các bác. 180k. Con này em sẽ chia cho các bác giá rẻ. Tại vì nó rất là nặng. Đó, bây giờ em đo kích thước này. Bề dài này 12,5 này. Bề ngang này 8 phân rưỡi này, 8,5 này. Chiều cao này, chiều cao là 7,5 này. Đó, tình trạng là nó như này nhá các bác. Cái tay này em đo cho các bác cái tay này xem nó dày bao nhiêu này, để các bác định liệu này. Cái tay này là 1 cm này các bác. Đó, cục này em bán giá 180k nhá các bác. 180k cho cái cục này. Đó, em lấy hai cục, có hai cục thôi. Đó, có hai cục duy nhất nhé. Tiếp theo em giới thiệu một cái chân này nữa này. Đó, em giới thiệu hết chân sắt xong nhé. Đó, hôm nay em về được một cái duy nhất này, đẹp hơn cái hôm nọ này. Giá là 300k cho một chân này nhé các bác. Để đây có chụp hình này, 300k cho một cái chân này. Và bây giờ em đo kích thước này. Bề mặt được sơn màu xanh rất là đẹp này. Đó, em đo kích thước này. 26,5 mà. Em vừa đo em vừa đọc nhé. Bề ngang của nó là 16 này. Đó. Tổng chiều cao của nó là 10,5. Em gọi là 10 đi, chẵn 10 đi. Đó. Đế dưới này. Đế dưới này là 16 này. Đế dưới này là vuông 16 nha các bác. Có 4 cái lỗ rất to để các bác bắt ốc này. Đó. Và cái trụ này em đo cái trụ này này. Đó, cái trụ này là vuông 10 cm này các bác. Đấy, cái trụ giữa này vuông, con này 300k này. Đó, 300k cho con này nha các bác. Đó. Tiếp theo này em giới thiệu cho các bác hai cái bát máy này.
Đó, cái này em gọi là bắt máy nha các bác. Đó, em đo kích thước này, em đo luôn con dán giá này 120k nha các bác. 120k là một cặp nha các bác. Em đo này, tổng chiều dài của nó, tổng chiều cao của nó là 18 này, đó, bề rộng của nó là 8 này, bề ngang của nó là 5,5 này, bề rộng này cũng 8 này, hình thức là nó hàn theo trụ này nhá. Cái lỗ này nữa này, cái lỗ này em đo cho các bác trước luôn này, cái lỗ này xem nó rơi vào khoảng độ, lỗ này khoảng độ 8 9 ly nhá, 8 ly đi các bác, ốc 8 ly các bác đút đây thoải mái này. Nó ốc M8 các bác đút đây được nha các bác. Cái này em bán theo cặp như này nha, là 180 à, 120k một cặp. Đó. Cặp tiếp theo này cũng 120k, em đo nhanh nha các bác. Đó. Cặp này thì nó lùn hơn nhưng nó chắc chắn hơn này, cũng 8 này. Cao là 12 này. Bề ngang này là 6 này. 6 này các bác. Nó bề này cũng 8 này, nó có một lỗ duy nhất ở dưới này. Đó. 120k cho một cặp này. Đó. Và hôm nay em lần được một bộ bánh xe này. Đó. Đó. Một bộ này. Chỗ này nó hơi xước xước mực vào cái chữ này thôi nha các bác. Đó, không làm sao cả, gần cái chữ này là bẩn nha các bác. Em cho các bác xem từng chiếc một. Đó. Đó, có một chiếc này này là nó bị xước xước mất một tí ở chỗ này này, bay mất tí sơn đây các bác nhá. Đó. Và một tí chỗ này nhá. Còn tổng thể là rất là ngon nha các bác. Hoạt động trơn tru. Đó. Bây giờ em đo kích thước cho các bác này, giá 350k cho một bộ này nha các bác. Em có một bộ thôi, săn được một bộ duy nhất. Em đo kích thước cho các bác nhá. Cái này của nó là bản này là 7 phân ok, 7 phân 3, 7,3 cm đó. Đó, vuông 7,3 cm. Tổng chiều cao của nó em đo đến bánh nhá. Tổng chiều cao của nó đến bánh là khoảng độ 8,5 cm này. Đó. Và cái bề dày của bánh này là 2,5 cm này, 2,4 này. Và đường kính của cái bánh này này. Đó, đường kính của bánh này là 5 cm này các bác. 5 cm nhé. Xin nhắc lại các bác là 350k cho một bộ 4 bánh này. Đó. Được rồi, xếp. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này. Đó, hôm nay em về được một ít nhôm định hình này. Kích thước của nó đây nha các bác. Đó, kích thước của nó đây. 8 4 x 4 này, nhân 55, 85k một cây này các bác nhé. Đó. Tình trạng là rất là đẹp nhé các bác. Đây em cho các bác xem cây nào cũng như cây nào này. Đó. Nó không như hàng ở bãi nhé, vẫn còn nguyên cả những cái nhựa bọc ở đây này. Không, hàng ở bãi thì nó xước sát nhiều hơn nhé. Đó. 85k một cây. Đây em có cần này. Em có cần này. 1 2 3 4 1 2 3 4 5, em có 20 cây này các bác này. Các bác vào việc alo em này. Đó. Và em giới thiệu cho các bác cái lô này. Đó. Lô inox này các bác. Con này dài 52 cm, phi 27 này, 90k một con này, lô inox này. Và em kẹp phi cho các bác này. Con này trục của nó là này, nó đang bị quay. Trục của nó là trục 8 ly nha các bác. Đó, trục 8 ly này. Đó. 52, dài 52, phi 27. Đó. Loại thứ hai em giới thiệu đến cho các bác là dài 52,5, phi 38 nhá, đường kính 38 cm. À, 3,8 cm, em xin lỗi nhá các bác. Nó là phi 38 đó, 140k một con này. Bây giờ em kẹp trục cho các bác xem này. Trục này là trục 12 nhá các bác. Trục 12 này các bác này. Đó. 140k một con. Tiếp theo đây này, vài cái chân máy lò xo màu xanh này, bên em còn rất là nhiều nha các bác. Đó, 140k một cây. Đó, hôm nay em chỉ giới thiệu thôi, không view.
Các bác có thể là xem những cái video lần trước em sẽ view kỹ hơn nhé các bác. Đó, nên em bởi vì cái video hôm nay nó sẽ tương đối dài nên sẽ không view nhé. Để em cho các bác xem này, như em rất là nhiều nhé các bác, nhiều kinh khủng luôn đó. Đó, 140k cho một cây này nhé các bác. Và hôm nay em giới thiệu cho các bác này, hôm nay em về cái lưới này nhé các bác. Em giới thiệu cho các bác cái lưới này này, bằng inox này. Em để một cái ra đây em giới thiệu cho các bác này. Đó. Đó, em để giới thiệu đây cho các bác xem tưởng tượng nha. Đó. Nó là kiểu như là cái dàn phơi gì đó các bác. Nó kiểu như cái dàn phơi nhá. Em lấy thử một ít về em view cho các bác xem. Các bác nào vào việc cái này có rất nhiều nha các bác. Cái này ở bãi có hàng hàng vài tấn nha các bác. Bây giờ em đo kích thước cho các bác này. Tổng chiều dài của nó này. Tổng chiều dài của nó là 142 cm này. Bề ngang của nó này. Bề ngang của nó là 50 cm, dài 142, bề ngang 50 này. Và em đo khoảng cách từ cái nọ sang cái kia là 5 cm nhé các bác. Từ thanh nọ sang thanh kia là 5 cm này. Đó. Tức nghĩa là cái ô này nó sẽ rơi vào khoảng độ 4/7, 4/8 một ô nhá. Và của nó cái inox này của nó là phi 37 này. À phi 30 này. Đó. 3 ly nhé các bác, 3 ly. Thế còn cái khung này của nó này. Nhìn thấy không con? Khung này của nó là 4 ly 7, 4 ly 8 này các bác. Đó. Cái thép em giới thiệu này. Cái này bằng inox nha các bác. Và cái này thì em nó bởi vì nó mỏng manh thế này, để em hỗ trợ các bác về cái việc các bác nào có nhu cầu cắt đôi em đều cắt đôi cho các bác nhé. Kích thước thì em báo rồi. Đó. Giá thì em bán cái này nó khoảng độ 100.000 đến 120.000 một cái mê này nha các bác. 120.000 một mê này. Đó, 120.000 mê này nha các bác. Và nó sẽ có một số tấm là tình trạng là nó sẽ bị rời mối hàn như kiểu như này nha các bác. Các bác về có thể chấm lại nha các bác. Đó, nó sẽ bị rời bởi vì người ta hàn nó mỏng manh quá. Nó rời ra này, như này thỉnh thoảng có cái nó rời ra, các bác có về có thể hàn lại này. Giá em báo lại này, 120k cho một mê nha các bác. Đó. Và cái sản phẩm cuối cùng hôm nay em mới giới thiệu đến cho các bác này. Hôm nay em về hai mẫu ben điện này. Đó, hàng rất là xịn nha các bác. Đầu tiên em giới thiệu cái con ngày xưa em vẫn bán này. Đó. Đây. Con này của nó là chạy điện DC24V này. Đó. Lực của nó là 4.000 niu này. Nó không ghi công suất nó. Đó. Và hành trình của nó là được con này là được 400 mm này. Nó tức là hành trình được 40 cm đó các bác. Nó rất là dài nhá. Đó. Bây giờ em test cho các bác nhé. Con này thì nó có sẵn công tắc hành trình ở bên trong rồi. Đây em cấp điện vào cho nó này. Đấy, nó thụt vào hết hành trình rồi. Bây giờ em đổi nguồn là nó chạy ra này. Đó. Và em vừa view em vừa giới thiệu này. Con này nó sẽ đi với tốc độ là 5 mm một giây nha các bác. Có nghĩa là để mà đi được 11 phân là nó cần 2 giây nha các bác. Đó. Nó cần 2 giây nó mới đi được hết hành trình nha các bác. Đó. Để cho các bác từ từ các bác trải nghiệm này, nó chạy hết hành trình nó tự dừng này. Và khi nó chạy hết hành trình nó dài 112 cm. Đó, nó rất là dài nhá. Nó khi nó chạy hết hành trình nó sẽ dài khoảng độ 112 cm. Con này em sẽ view lâu một chút nhá, các bác thông cảm nhá. Đó. Nó vẫn chưa hết đâu các bác. Đó, hết rồi. Đó, hết hành trình đấy là nó được 40 cm. À, đúng rồi, 40 cm. Và tiện đây em kẹp luôn cho các bác cái phi này này. Đó. Con này nó đang là phi 26 nha các bác. Cái phi này là phi 26 này. Chất liệu full nhôm mà. Đó.
Đó là con đầu tiên. Bây giờ em cho nó chạy quay lại này. Trước khi cho nó chạy quay lại thì em báo giá luôn cho các bác này. Con này em đang bán với giá 750k cho con này nhé. 750k cho con này. Đó. Và nó chạy hết hành trình quay lại là nó cũng tự ngắt nha các bác. Đó, em để đây cho nó chạy này. Đây em cho các bác xem này. Nó ăn một cái dòng cực nhẹ nhé. Khi không tải nó ăn dòng có 0,6, 0,7A thôi nhé các bác. Điện 24,1V này. Nó đang chạy đây này các bác. Nó đang thụt lại này. Đó. Ôi nhìn thấy chưa. Nó. Ồ. Đấy. Nó ăn đang ăn dòng này. 0,6, 0,7A này. Đó, nó chạy sắp hết hành trình rồi các bác. Đó. Đó, nó hết hành trình rồi nha các bác. Bây giờ em test sang con này này. Trước khi ấy, em test cho các bác con này này. Ui, con này nó ăn dòng kinh khủng. Đấy, bây giờ em test con này này. Con này khi đang không có tải là nó đang ăn dòng 1,1A này. Con này công suất cực khủng như các bác. Đây con này. Đây, bây giờ em cho bác xem này. Tổng thể là một con này nó đang ở tình trạng là hết hành trình khi thu về này. Và nó chạy hết hành trình nó dài như này, em đo luôn nha các bác. Con này hành trình được khoảng 20cm này các bác. Con này hành trình có 20 thôi. Đó, cái phi này thì cực gấu nhá, phi bằng thép nhá các bác. Bằng thép, con này siêu chịu tải nhá các bác. Đó, con này phi của nó là phi 28 này. 28,5 mà. Đó, phi 28,5. Thế còn cái trụ dưới này của nó này, em đo cho các bác cái trụ dưới này của nó là phi phi 51 này các bác, phi rất là to. Và bây giờ em giới thiệu đến cho các bác này. Đó, để cho các bác check một chút nhé. Con này nó chạy điện 24V này. Đó, nó đến từ Mỹ này. Nó make in USA này các bác này. Đó. Các bác có thể check bằng cái website của nó này, www.wonderline gì đó, Wonderline này. Đó. Đây là cái mã vạch của sản phẩm này. Đó, cho các bác xem. Thế còn cái con động cơ thì nó ghi như thế này nha các bác. Đấy, nó bị lấp lấp ở đây này. Nó dán một cái tem như thế này nha các bác. Đó. Con này được sản xuất từ tháng 7 à, tháng 12 năm 2014 này. Nhưng mà nó rất là mới nha các bác. Nó được sơn một cái sơn kiểu màu màu đá đá gì đấy, một vân đá rất là đẹp nha các bác. Con này em bán giá 850k. Bây giờ em test cho các bác xem này. Đó. Con này. Bây giờ em test cho hành trình nó chạy ra trước nha các bác. Con này nó có một cái điều đặc biệt. Khi các bác cho vào, các bác để nó chạy tự do thì nó là quay. Nó chuyển động quay. Và nó sáng cái đầu này. Đây em cho các bác xem này. Đó. Cái đầu này nó sáng nhá. Nó sáng một cái màu đỏ rất là đẹp này các bác. Đó. Và cái đầu này nó quay này. Đó. Và khi có tải này, khi các bác cấp tải cho nó. Đó, bây giờ em sẽ đổi đầu này để cho nó chạy ra này. Đấy, các bác thấy chưa, nó chuyển động thịnh tiến chưa, con nhìn thấy chưa. Đó, khi nó thò ra hết cỡ đấy.
Bây giờ em cho nó chạy quay lại nhé các bác. Đó. Con này nó rất là xịn nha. Con này thì không thấy ghi thông số về lực nâng của nó. Con này bắt buộc các bác phải check ở trên trên hãng này. Đó. K mã của nó là K2G2024V này. Đó. Con này em bán giá 850k nhá. Con này có các bác nhìn thì con động cơ của nó rất là gấu này. Bây giờ em đo tổng thể này, hai con này, một con chạy hết hành trình và một con chưa hết hành trình này. Con này là nặng nặng 5 kg cho một bộ này nhá các bác. Tổng chiều dài của nó này là em đo hết cả cái phần này là 39 cm này. Thế còn con bên này chắc là 59 rồi. Đó, 59 cm này. Con này khi em tháo về là nó đầy đủ đai ốc nhá các bác. Tay em tháo nhá, đầy đủ đai ốc. Em sẽ bắt cho các bác đầy đủ đai ốc này. Đó. Con ốc của nó đây, em tháo ra để em view cho các bác này. Đó. Nó này đầy đủ đai ốc như này nha các bác. Con này nó rất là gấu này. Em cho các bác xem kỹ một chút nha. Con này em sẽ giới thiệu. Con này như là cái nó chạy, đang chạy cái điện áp. Đó nha các bác. Con này em xin giới thiệu lại, hàng của Mỹ, hành trình 20 cm, hàng rất là gấu nhá các bác. Các bác về chế cháo thì em xin lưu ý các bác, cái này các bác có thể về là các bác phải độ thêm về cái công tắc cho nó nhá. Công tắc khi các bác cái công tắc hết hành trình ấy, cái cảm biến đó, các bác có thể độ thêm về cái đấy nhá, thì nó chạy nó an toàn. Con này nó không tự ngắt được nhá các bác. Con này nó rất là gấu này, các bác cho các bác xem này, hàng đến từ Mỹ nhá các bác. Đem cho các bác xem cái đế của nó này. Cái đế này nó được đúc bằng nhôm hay là gang gì đây, em đếm test nha các bác. Belice này, đó, các bác có thể check con này nha các bác. Em xem cho các bác cái con này nó sạch hơn này. Cho các bác xem này. Đó. Hoặc là các bác có về có thể độ chế vào cái việc gì đó các bác này, nhìn nó rất là xịn nhá. Đó, cái con ốc này em nghĩ là tháo ra được này. Đó, để chỉnh cái gì đó. Em thì không rảnh lắm nhá. Tại vì em là cái thằng chuyên đi săn đồ bãi mà. Gặp được cái gì là phải nhanh nhanh ở bờ vồ nhá các bác, không có thằng khác nó vồ mất. Đó, muốn chia hàng cho các bác bắt buộc phải thế thôi. Đó. Con này về các bác độ thêm hành trình này, hoặc các bác làm cái gì cho khi các bác không giữ nhá, để cho nó chạy tự do, em xin nhắc lại nhá, để chạy tự do thì nó xoay. Khi các bác hôm nào em sẽ, các bác có nhu cầu kỹ hơn thì em sẽ quay hình ảnh là cái con này nhá. Em nói nguyên bản là cái con này nó được tháo ra từ một cái bộ máy sấy nhá, nó nâng cả một cái khung sấy lên rất là nặng nhá các bác. Quên hôm đấy em, khi mà trước khi em tháo em cũng quay cho các bác một cái video ngắn ngắn khoảng 2 phút cho các bác xem. Nó nâng ở một cái bộ khung nâng sấy nhá các bác. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác. Và các bác mua hàng các bác đừng quên liên hệ với em hai qua hai cái số Zalo ở trên góc trái màn hình đây nhá. Và các bác đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Các bác đăng ký kênh rồi thì chia sẻ kênh giúp em để kênh của em nó ngày càng phát triển nhé. Và cuối cùng thì video của em hôm nay là đến đây là hết rồi. Em chúc các bác có một cái buổi tối xem video thật là vui vẻ. Chúc các bác thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.